OnePlus 10 series là dòng sản phẩm đón nhận được khá nhiều sự thành công trên thị trường toàn cầu. Tuy là không có bán chính hãng ở Việt Nam nhưng mà người dùng cũng có thể dễ dàng mua hàng sách tay, và sau đó thì chúng ta đã có một cái sản phẩm là OnePlus 10T có bán chính hãng ở một khoảng giá với những cái cấu hình hiệu năng mà anh em đánh giá rất cao. Thế thì năm nay OnePlus đã quyết định quay trở lại thị trường với một cái sản phẩm thuần túy flagship hơn. Không chỉ còn là dòng gọi là cắt giảm một chút gì nữa mà đây hoàn toàn là một cái chiếc điện thoại cao cấp nhất và không có bất kỳ một yếu tố gì phải gọi là cắt giảm ở đây cả. OnePlus 11 flagship của OnePlus nó có cái gì nhỉ? Chiếc điện thoại này thì mình đã làm từ những bài trên tay với máy sách tay này, mình đánh giá cả hiệu năng cho phiên bản máy sách tay chạy ColorOS nhưng mà là bản nội địa rồi các thể loại các thứ rồi. Cho nên là khi mà cầm cái chiếc máy này hàng chính hãng và dùng nó một thời gian ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái quan điểm của mình dựa trên những yếu tố mà cá nhân mình thấy là nó đi từ cái sự ấn tượng nhất cho tới những thứ thông thường mà mình sẽ bắt buộc phải nói ra để các bạn trước khi quyết định mua máy thì các bạn biết theo kiểu là thông tin cần phải có nha. À đấy, và nếu các bạn đang quan tâm xem là ở đâu có bán chiếc điện thoại này thì như mình thấy hiện tại Cellphone X sẽ độc quyền phân phối cái dòng sản phẩm này tại Việt Nam nha. Phiên bản 8GB 128GB bộ nhớ trong sẽ có giá bắt đầu là từ 17.990.000. Tất nhiên là sẽ có cả những chương trình thu cũ lần đầu đổi mới trợ giá vân vân mây mây giúp cái chiếc điện thoại này có thể rẻ hơn khoảng 1 cho tới 2 triệu nữa cơ. Thì chi tiết mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video. Còn cái phiên bản xanh mình đang có ở đây nó là 16GB 256GB bộ nhớ trong thì giá của nó là 19.990.000. Các bạn mà đặt trước từ ngày 8 tháng 2 tới ngày 23 tháng 2 thì sẽ có những cái ưu đãi như là trả góp 0%, dịch vụ khách hàng VIP. Ấn tượng nhất của nó là cái gì? Chắc chắn sẽ phải là con chip Snapdragon 8 Gen 2 ở bên trong rồi. Nếu mà nói về điểm benchmark thì đây, điểm khoảng 1.240.000 điểm. Mà đấy là mình đã bật chế độ hiệu năng rồi nhá. Chứ còn ban đầu khi mình chấm mà mình không bật bất kỳ một cái gì cả, mình để mặc định ấy, thì mình còn bất ngờ hơn nữa. Bởi vì điểm AnTuTu của nó chỉ được khoảng hơn 1.001.000 điểm thôi. Ở Geekbench hay là 3D Mark điểm số cũng ở mức tương đối là bình thường nếu mà so với cả những con chip Snapdragon 8 Gen 2. Độ ổn định trong cái bài Wildlife Extreme Stress Test mà mình có dùng ở trên 3D Mark ấy, thì nó cũng chỉ được khoảng 40% thôi. Đây không phải là một cái độ ổn định cao nha các bạn. Tất nhiên là nếu mà so với một số những bộ máy khác cũng đang chạy Snapdragon 8 Gen 2 ở cái thời điểm mới như thế này, như kiểu là S23 Ultra, thì con số điểm benchmark ở trên bộ máy này là tốt hơn. Thì mình cũng nghĩ thôi, đấy là đây là một bộ máy ở thời điểm mới vừa mới ra mắt. Những cái OS, những cái hệ điều hành giao diện của nó chưa có cái sự tối ưu tốt nhất, cho nên chúng ta hãy cùng để thời gian trả lời xem. Còn hiện tại thì nó là như vậy. Con chip này thì có hỗ trợ Ray Tracing, nhưng mà hiện tại thì như mình thấy là những cái tựa game Ray Tracing, một là nó chưa phổ biến, chưa nhiều người chơi, mà hai là nó cũng chưa thật sự tối ưu cho những cái con chip như thế này. Cho nên là mình đã dùng một tựa game mình nghĩ là đầy đủ các yếu tố hơn để đáp ứng cái việc là test hiệu năng của một cái chiếc điện thoại, đó chính là Genshin Impact ở cái chế độ setting là cao nhất và mở khóa thêm 60 FPS nữa nhé. Thì giải về FPS khá là ổn định. Như các bạn thấy, một số những cái khoảng drop sâu này thì các bạn lưu ý là khi mình chuyển màn thì nó mới drop thôi. Còn lại thì đều trung bình từ khoảng 55 cho tới 60 FPS và nhiệt độ của nó thì cũng tương đối cao, khoảng 44 độ C ở nhiệt độ mặt sau. Và trong khi nhiệt độ CPU lúc đó là khoảng 61,5 độ C. Mức nhiệt này mình đánh giá là khá ổn, một phần là do OnePlus đã có sử dụng cái công nghệ tản nhiệt ở trong đây. Tên tiếng Anh của nó là Cryo Velocity Vapor Chamber. RAM của chiếc máy này sẽ sử dụng chuẩn LPDDR5X, băng thông cao hơn, tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn. Và trong cái trường hợp với những chiếc điện thoại như thế này, cái con chip của nó là kiểu SoC, System on Chips, và những cái GPU của nó sẽ sử dụng VRAM, chủ yếu là lấy từ RAM của chính máy luôn. Phiên bản 128GB thấp nhất ấy, thì các bạn sẽ có bộ nhớ trong chuẩn là UFS 3.1. Còn với phiên bản mình đang cầm trên tay đây là 256GB, hay là có những phiên bản cao hơn là 512GB bộ nhớ trong thì các bạn sẽ có cái chuẩn là UFS 4.0. Đọc ghi tuần tự lần lượt là khoảng 3GB trên giây và 2.5GB trên giây. Thế thì hãy đi vào một cái thứ mà bình thường mình thấy không tốt lắm, nhưng mà năm nay cũng đã có những cái sự cải tiến rõ rệt ở trên mẫu máy này, đó chính là camera. Bình thường thì OnePlus hay là rất nhiều các hãng smartphone khác của BBK sẽ trang bị một cảm biến là Sony IMX766 50MP lên những cái cảm biến chính trên các dòng flagship của họ. Thì năm nay cái chiếc máy này sử dụng một cái cảm biến gọi là người đàn em nâng cấp hơn một chút, đó là IMX890. Camera tele là IMX709 32MP và camera góc siêu rộng là 48MP. Và đặc biệt là OnePlus cũng có thêm một cái cảm biến quang phổ màu với 13 kênh màu nữa để có thể giúp cho chiếc máy này chụp ảnh tránh sai lệch màu sắc. Mình thấy ảnh của OnePlus 11 được xử lý sáng và rõ, mặc dù là khung cảnh thời tiết ở ngoài trời âm u và khá là tối, nhưng mà trong bức ảnh này thì ảnh được lên màu chi tiết, thậm chí có thể nói là được tô sáng luôn. Quay lại với ảnh đủ sáng đi, chụp phối cảnh của chiếc máy này thì thực sự là mình khá là ấn tượng. Nước ảnh sáng trong, nhất là với ảnh mình chụp ở điều kiện thời tiết bình thường,
Cũng có một số những bức ảnh mình chụp trong điều kiện thời tiết âm u thì các chi tiết vẫn được thể hiện đầy đủ, thậm chí là màu ảnh còn khá là sát thực tế nhờ cái sự cân chỉnh của Hasselblad ở đây. Dĩ nhiên là mình vẫn thấy nó hơi tăng cái độ sharpen, tức là độ sắc nét lên một chút và xử lý hơi quá tay, cho nên khi các bạn zoom ra kỹ và nhìn vào những cái phần chi tiết đó, thì đôi khi là nó sẽ hơi giả một chút. Mà nhiều lúc chú phong cảnh mình nhìn cái ảnh của chiếc máy này có thể gọi văn hóa lên là trông giống tranh thủy mặc hơn là tranh phong cảnh các bạn ạ. Với ảnh chân dung thì chi tiết được xử lý tốt, nước da ổn, không có hiện tượng bị cà da nhiều như là các hãng khác thuộc BBK. Phần xóa phông với mình thì nhiều bức ảnh nó hơi bị lệch chủ thể và thậm chí có một số bức ảnh nó không kịp nhận ra chủ thể để xóa phông. Thì cái này mình nghĩ là một vấn đề phần mềm mà có thể là chúng ta cần chờ OnePlus xử lý trong tương lai. Và tất nhiên là với lợi thế của camera tele, ống kính quang học zoom ở đây thì các bạn có thể chụp những cái bức ảnh chụp chân dung hay là chụp zoom khá xa và vẫn rõ chủ thể. Nhưng mà tất nhiên chi tiết ảnh thì cũng không thật sự được chỉnh chu cho lắm nếu mà so với cả camera chính. Quay video thì máy có sở hữu cảm biến 50 megapixel mà, cho nên là nó vẫn quay được 8K, có hỗ trợ chế độ quay 8K ở đây luôn này. Nhưng mà mình thì không bao giờ khuyên các bạn nên dùng chế độ này cả, nó sẽ bị crop vào để lấy đúng cái phần 8K là khoảng 33-34 megapixel đó của cảm biến ấy. Cho nên các bạn chỉ nên quay 4K hoặc 30 fps hoặc là 60 fps để cho nó có hình ảnh của full cảm biến mà thôi. Chất lượng chống rung các bạn có thể xem ở đây. Thấy thì vẫn thi thoảng có một số đoạn giật khựng, và khi mình có bật cái chế độ chống rung ổn định AI lên để giúp video đỡ rung hơn á thì máy lại chỉ quay được cả 4K 30 fps thôi. Và lúc này vì là do dùng cùng lúc cả cái ống kính góc rộng crop vào và cả cái cảm biến chính ở đây, cho nên là khung hình sẽ có nhiều chỗ hơi khựng một chút, mà đây là điểm chung mà mình thấy nhiều hãng Android bây giờ cũng đã mắc phải luôn. Số 3, pin và sạc. Sạc nhanh thì được tặng kèm trong hộp luôn. Đây, SuperVOOC 100W không phải là cái công nghệ sạc nhanh công suất cao nhất mà OnePlus đang có trên thị trường, nhưng mà nó cũng có thể dễ dàng giúp cho điện thoại của các bạn sạc đầy 100% trong vòng 25 phút. Và với những gì mà OnePlus tối ưu cho chiếc máy này thì mình dùng cơ bản không chơi game nhá, chỉ xem YouTube, lướt Facebook, mạng xã hội, có dùng Wi-Fi là chủ yếu, thi thoảng 4G thì nó cũng dễ dàng đạt được tới là gần 10 tiếng on screen. Tất nhiên là nếu các bạn dùng 4G rồi các bạn để độ sáng màn hình cao hay là chơi game thì nó sẽ khác nữa. Máy càng nóng thì tụt pin càng nhanh mà. Có một số những cái điểm mình nghĩ là OnePlus 11 vẫn sẽ cần phải cải tiến, hoặc là chúng ta cần phải chờ hãng cải tiến. Màn hình ở trên OnePlus 11 không phải là tệ. Nó vẫn là màn hình Fluid AMOLED LTPO 3, vẫn có tần số quét cao, vẫn có độ phân giải cao, vẫn có kích thước lớn, vẫn có khả năng hiển thị 1 tỷ màu. Nhưng mà vấn đề là công nghệ mỗi năm một khác, và cái tấm nền này chỉ được gọi là tấm nền cao cấp của flagship năm ngoái thôi. Chứ còn năm nay thì các hãng Android đã sử dụng những cái tấm nền công nghệ cao cấp nhất như là màn E6 cho các cái dòng sản phẩm của họ rồi. Thì mẫu máy này độ sáng của nó không quá cao các bạn ạ, khoảng 1300 nits. Đó là cái yếu tố mình thấy hơi kém ở cái màn hình này. Rồi trong hộp các bạn cũng sẽ không được tặng kèm ốp nha. Tiếp theo một yếu tố nữa, đấy là cổng USB Type-C ở đây. Hỗ trợ sạc rất nhanh 100W, nhưng mà nó lại chỉ hỗ trợ truyền file USB 2.0 mà thôi. Và cuối cùng là một thứ mình đã nói khá là nhiều trong video trải nghiệm những cái máy xách tay rồi. Đấy là camera trước của nó không hỗ trợ quay video ở độ phân giải 4K, mà quay ở Full HD thì chất lượng nó cũng rất là bình thường nha các bạn. Thì đó là tất cả những cái gì mình có trải nghiệm được về chiếc OnePlus 11 này. Nó gọi nó là gì nhỉ? Cái gì cũng ngon, nhưng mà thi thoảng có một số yếu tố sẽ hơi cắt giảm một tí. À đấy, đặc biệt nữa, đấy là nó không có kháng nước chuẩn IP. Nó vẫn có những cái gioăng kháng nước nha, từ OnePlus 7, từ OnePlus 8 mình nhớ là họ đã trang bị vào đây rất nhiều những cái công nghệ gọi là để giúp các bạn có khả năng kháng nước, chống chịu thời tiết rồi. Nhưng mà để tiết kiệm chi phí thì họ không xin cấp những cái chứng chỉ đó, và tất nhiên là chúng ta cũng không thể tin được. OnePlus nói vậy thôi chứ ai mà biết được. Thì ok, cắt giảm một tí ở đấy, cắt một tí ở đây, một tí ở kia, và đặc biệt là có một mức giá ổn phết, gần 18 triệu cho phiên bản thấp nhất. Thì đây lại là một mức giá mà giúp cho chiếc điện thoại này, mặc dù nó là flagship nhưng mà hiện tại nó lại đang cạnh tranh với những cái sản phẩm không hẳn là cao cấp lắm của các hãng đối thủ, và đặc biệt là giá của nó thì lại rẻ hơn rất nhiều đối thủ khác nữa.